Hello my friend and welcome to the game The Portrait. Có nghĩa là gì? Một bức chân dung. Đáng lý là mình đã phải về nhà mấy tiếng đồng hồ trước. Nhưng mà sao? Nhưng mà mình cần phải... What? Hello? Mình lạc đến một cái thị trấn nào mà mình chưa từng đến my friend. Cách nhà mình mấy tiếng đồng hồ á. Sau một vài tiếng gọi là lái xe trên chiếc xe tải của mình, mình cần phải dừng lại ở một cái chỗ tiệm sửa xe. Tại vì xe mình nó có vấn đề my friend. Mình bỏ ra mấy tiếng đồng hồ sửa được chiếc xe. Thì đến 9 giờ tối á, mình đã sửa xong my friend và còn 6 tiếng đồng hồ để lái xe về cái gì đó. My friend bảo dùng gì có chính xác không ấy hả? Chúa mới biết được. Dùng nhìn thấy số 6 với số 9 là dùng thực ra nó có hiểu được, còn ví dụ như là trên này có bao nhiêu chữ? 10 chữ đi, dùng hiểu được khoảng cỡ 3 4 chữ thôi. Mấy chữ còn lại dùng chế cả đấy, dùng hiểu được vài chữ, ví dụ như là chữ ao là tiếng đồng hồ nè, rai là lái xe nè, mai là của tôi nè, 6 là số 6 nè, 9 là số 9 nè my friend. PM là giờ tối mà AM là giờ sáng. Đó, kết hợp những cái chữ dùng hiểu được với những chữ dùng không hiểu my friend. Dùng tạo ra một cái câu chuyện rất là hư cấu my friend, cho nên là nhưng mà hư cấu nhưng có hợp lý không? Nhiều người nghe qua với lại nhiều người lười đọc với lại nhiều người mà đang nghe stream nhưng không xem stream họ chắc là dùng dịch đúng đấy my friend, đúng hết 100% đấy my friend. Sai là sai chỗ nào được. Ok, quay trở lại với câu chuyện này. Dũng à lộn nhập, tôi tiếp tục lái xe về nhà my friend. Nhưng sau đó cái gì đó gọi là va phải tôi my friend. Đó là công việc gọi là dạo này quá nhiều cho nên là tôi đã kiệt sức. Tôi đã bị kẹt xe và dần nhận ra tôi không thể về nhà được. Cho nên là chỉ có một cái cách duy nhất, đó là tôi phải nghỉ lại ở một cái khách sạn ở trong cái thị trấn này. Và nghe nói là họ mới tân trang lại cái khách sạn đó. Cho nên là tôi đã có được một cái Airbnb, là cái định nghĩa. Mấy bạn lên Google để biết thêm chi tiết my friend. Chỉ có một phòng gọi là còn trống thôi và phòng đó có giá đến 130 đô một đêm luôn my friend. Vãi cướt. Con lợn không vậy? 130 đô một đêm á hả? 2 triệu 6 hay 2 triệu 8 my friend? 2 triệu 8 một đêm á hả? Vãi cướt. Đúng là đời sống bên đó nó cao phết my friend. Mức sống bên đó họ kinh khủng quá my friend. Bên Việt Nam mình mà đêm một đêm 2 triệu 6 thì ở khách sạn 5 sạn. À, tôi quay trở lại với game nào. Đánh giá cái khách sạn này chỉ được có 1,2 sao thôi. Thật không thể tin được. Nhưng tôi không còn chỗ nào để ngủ nữa. Thôi cho nên là kệ lắm, tệ lắm thì cũng phải ngủ đây một đêm my friend. Con đường thì rất là xa và rất là dài để đến được cái khách sạn này. Phải đây cũng gọi là khách sạn à. Nằm trong một khu rừng gọi là đầy gỗ my friend. Rừng thì có gỗ chứ có gì trong, lại có xi măng. Cuối cùng thì con đường rất là nhỏ hẹp. Tôi không thể gọi là đánh xe tải của tôi vào trong đó được nữa. Nên là tôi phải đi bộ vào trong đó my friend. Đi bộ đến nửa dặm lận. Nửa dặm là bao nhiêu km? Tự Google đi mình biết. Mình phải là một nhà toán học với lại nhà xây dựng không chuyên mấy cái thứ đó. Và cuối cùng mình đã tìm thấy một cái khách sạn đó my friend. Thì ra nó chỉ là một cái lều nằm trong một cái nhà thôi my friend. Alo, nó chỉ là một cái lều chứ không phải là một cái nhà. Thực sự là như vậy. Sao cốt truyện game dài thế? Tầm này giờ này chắc nhiều người tắt video đi ngủ hết rồi my friend. Thề luôn. Đa phần các bạn vào game, vào video của Dũng coi á, mấy bạn nó chỉ gọi là tập trung đến cái sự gọi là kịch tính và căng thẳng hồi hộp my friend. Các bạn cái sự kiên nhẫn nó không có. Các bạn chỉ ngồi nghe Dũng dịch cốt truyện được 2-3 câu, các bạn bấm skip skip skip. Các bạn dùng chuột để tua đến nửa video, cái tự nhiên thấy Dũng lo không hiểu cái gì hết. Xong các bạn thôi, thằng này ngớ ngẩn quá, tắt video đi vô khác chơi my friend. Con game này vừa vào này giờ nó dịch này, cốt truyện dài chắc 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy đi đến đâu cả. Khéo là từ giờ đến cuối game chắc cũng chỉ như thế này đấy mấy fan này không? Từ giờ đến cuối game nó chỉ gọi là có những dòng chữ đỏ này mà không hề có một cái đoạn gameplay thực tế nào cả. Đây là gọi là visual novel mấy fan, game tiểu thuyết. Cái gì? Trại, 3 triệu là đi cắm trại hả? Mấy fan có điều kiện có hoàn cảnh đi cắm trại chứ Dũng làm gì có số tiền lớn mà đi cắm trại đến hết 3 triệu như vậy. 3 triệu đó mình để dành 2 đêm mình đi mua một cái dàn máy về PC stream cũng phải tốt hơn à. Quay trở lại với cốt truyện rồi mấy fan, chắc game từ giờ đến cuối game còn dài lắm. Cốt truyện chắc còn 10 phút nữa mấy fan đi kiếm bỏng ngô ngồi ăn mà nghe tiếp đi. Mình nhập vào cái mã ở trên cái ổ khóa mấy fan ngay cái cửa trước. Và sau 3 lần thử mình đã mở được cái cửa đó mấy fan. Mình cầm chiếc chìa khóa đi vào bên trong cái nơi gọi là như cái cục kích này mấy fan. Và sau đó khóa cái cửa phía sau mình lại. Ê, cuối cùng được chơi game rồi nè. Mình vừa nói 10 phút xong. Game 3D, không phải là game visual novel mấy friend. Ok, mình đã khóa cửa lại rồi nha. Phòng gì tối vậy? Tóm tắt cốt truyện cho những bạn mà đã skip cốt truyện. Mình đi chơi về xa, kẹt xe không về nhà được nên là phải thuê một cái nhà nghỉ. Và đây là cái nhà nghỉ, hết. Đừng skip nha friend.
chơi game phải hiểu cốt truyện, skip không biết cốt truyện chơi game nó không có nhập vai được, nó không có vui. Nghe Dũng đọc đây này, Dũng sẽ cố gắng đọc thật nhanh nha mấy fan nghe nha. Gửi khách hàng thân yêu, chào mừng bạn đến với nơi ở gọi là khiêm tốn của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã lựa chọn gọi là đã ở qua đêm ở đây với chúng tôi. Bạn sẽ có thể gọi là sử dụng được toàn bộ những cái nhà bếp ở trong này, máy giặt ở trong này, tất cả những cái thứ gì trong tủ lạnh hay là trong cái pantry là cái gì, trong cái tủ gọi là tủ bếp gì đó mấy fan. Aosesa Isukasa my friend là cái gì, lại phải Google đi chứ, Dũng đâu có biết, Dũng đâu phải là chuyên gia ngôn ngữ học. Nếu như có bất cứ thứ gì mà không đúng cho lắm thì làm ơn hãy gọi cho chúng tôi vào số 681555 4321 my friend. Đừng có gọi tốn tiền đấy, cái này là số ra nước ngoài my friend, mà từ Việt Nam mà gọi qua nó tính mấy trăm nghìn một phút đấy, đừng có gọi ngay cho my friend. Game chỉ để giải trí thôi, nhiều khi nhà phát hành game đây là một thằng lừa đảo gọi là xuyên quốc gia my friend, hiểu không? Nó để cái số này cho nhiều bạn tò mò với các bạn trẻ mà không có phụ huynh ngồi bên cạnh á, là các bạn trẻ là cầm điện thoại của phụ huynh lên là bấm vào cái số này là gọi cái bên đó là nó trừ tiền là nhà phát hành game được một đống tiền đấy. Đó là mình nói giả sử có trường hợp nó xảy ra thôi, chưa chắc là vậy nhưng mà vẫn có thể xảy ra là như vậy, cho nên là đừng có gọi như vậy, ok? Chỉ cần biết là Dũng đang chơi game, ngồi coi game thì được rồi, mà game này dài quá rồi đó, này giờ 10 phút rồi chưa thấy vào game, mấy fan thấy ngồi nó nhảm thôi. Và Dũng xin phép không nói nhảm nữa, Dũng sẽ tiếp tục chơi game để cho mấy fan gọi là được gọi là nhập vai vào trong cốt truyện. Làm ơn liên lạc với chúng tôi trước khi bạn rời khỏi đây và để lại một cái đánh giá để chúng tôi có thể kiếm được 5 sao cho cái khách sạn này. Một vài quy tắc trong cái nơi ở của chúng tôi đó là gì? Không được đi giày vào bên trong, làm ơn để giày ở bên ngoài. Điều số 2 đó là không được vào căn phòng ở dưới tầng hầm mà fan. Điều số 3 đó là bạn có thể ăn bất cứ thức ăn gì với bạn bạn có thể mang bất cứ thức ăn nào cùng bạn. Chúng tôi không có muốn thức ăn gọi là bị quá hạn trong tủ lạnh. Cảm ơn bạn, tôi là Davinson my friend. Ký tên ở trong này đó là gì? Tái bút cho lộn. Liệu có một cái khả năng nào đó mà điện nó bị cúp đi trong lúc bạn ở đây ấy, thì thật là buồn vì công ty điện lực ở đây rất là tệ chứ không phải là do chúng tôi. Thì sẽ có một cái máy phát điện gọi là dự phòng nằm ở dưới tầng hầm ấy. Hả? Nếu như mà máy phát điện nó hết xăng rồi thì sẽ có một vài xăng ở trong cái tủ pantry, là cái tủ, hình như cái tủ pantry là cái tủ trên cái chỗ để rửa chén hay sao á. Ủa sao điều số 2 bảo là đừng xuống tầng hầm mà lại cuối cùng tái bút lại bảo hay xuống tầng hầm là sao? Gì vô lý vậy? Sao lại mâu thuẫn với nhau có vậy? Giống Dũng có vậy? Điều gì ghê có vậy? Vậy cướp, mình ghét mấy cái nhà là bằng gỗ nhá ven, nghe cọc 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 ghê vậy cướp. Pantry là cái này này. Mình đoán là vậy. Tiếng Anh mình đâu có phải 10 trên 10 đâu, mình nói rồi mà. Pantry là gì đó? Ai dịch đi cho Dũng cái. Xem mấy bức tranh này lại phát sáng. Tại sao? Cái bức chân dung này là sao nhỉ? Tại sao họ đặt là một bức tranh kinh tởm như vậy cho khách đi ngủ nghỉ ở đây mấy friend? Nhà họ quyền của họ, nhân vật hỏi nhiều quá. Pantry là gì đây? Ai đã dịch cho Dũng cái? Với lại dịch cho những bạn có biết tiếng Anh vậy? Tranh gì gớm vậy? Game này tên là gì? Game tên là The Portrait, có nghĩa là bức chân dung mà. Thì phải có chân dung trong này thì... Mái thôn! Ghê vậy cứt! Tưởng là Kadik gọi là về già nhá mấy fan. Kadik hay là Son Goku về già mà bị dính HIV/AIDS ấy. Nhìn nó gồng biến thành siêu saiyan cấp 3 mà tóc nó xanh nhưng mà mắt nó gớm quá. Ông này thì nhìn giống Nobita, kiểu giống như là trở thành một phiên bản biến thái nào đó. Khi mà Nobita về 50 tuổi mà không lấy được Suka. Xin lỗi, mình sẽ không hủy hoại tuổi thơ của mấy fan này, ok? Nhà tối như... Vãi cướp! À, cái thằng đầu game này. Hello. Mình nhìn cái bức chân dung này là mình cảm thấy mắc oái mấy fan. Ý là đèn chỗ nào á, sao tối như chó vậy? Cái này là đã có điện chưa hay là chưa có điện? Cái này chưa có điện chứ đúng không? Chưa có điện rồi. Vậy. Đây mà là phòng ngủ của bức tranh này thôi, mình ra ngoài đường mình ngủ mấy fan. Ok. Có lẽ là do mình đã quá mệt mỏi và hoang tưởng. Nhưng mà bức tranh này thực sự cảm thấy mình giống như đang bị theo dõi vậy đó. Oh, tầng hầm nè, xuống không? Từ từ. Ok. Ok. Đây có phải là một cái tôn giáo không vậy? Tối nay ngủ đây á hả? Chắc ngủ dưới gầm giường thì được, chứ ngủ trên này thì chắc không ngủ được đâu. Nhà tối như chó vậy. Là tối như chó ấy. Mình kiệt sức rồi, nhưng mình nên cố gắng gọi là bật điện trước khi ngủ hả? Ờ đúng rồi đó. Hèn gì nó tối mày friend. Chưa bật điện hèn gì nó tối quá mà. Đây tầng hầm nè. Má tim đập đều đó. Cái gì đây? What the fuck? Sao lại có cái nệm ở đây?
cửa không mở mà fan. Mình cần phải có xăng mới có thể gọi là bật cái máy nổ này lên được. Ủa quên này, giờ có ai dịch cho mình cái pantry là cái gì cho vậy? Alo, đây là một chỗ để thức ăn, phòng đồ dùng ăn đũa chặn mà. Đấy, mình biết ngay mà, chỗ để chén đĩa mà, mình biết ngay mà, ngay chỗ nhà bếp mà, thấy chưa? 30 năm chứ. Sai rồi cho mấy friend. Bình xăng nằm ngay đây nè, pantry là cái phòng phòng kho nha mấy friend. Không sao, ai cũng có sai lầm hết. Quan trọng mấy friend hãy sửa lại. Sau này nếu mà cô giáo hoặc là thầy giáo tiếng Anh mấy friend hỏi pantry là gì, mấy friend hỏi đó là pantry là một cái góc của một căn nhà có những bức tranh đáng sợ, và pantry là nơi người ta để bình xăng ở đó mấy friend. Chắc chắn mấy friend sẽ được một điểm môn tiếng Anh đó. Sputin Sputrin. Có điện rồi nha mấy fan. Wow, họ biết chọn màu phết. Họ biết để cái màu hợp với cái phong thủy phết. Hả? À, trên này màu trắng à? Sao dưới đó để màu đỏ vậy? Vải cướp. Có điện rồi, mấy bức tranh này sống động hơn rồi mấy fan. Mình thích nhất bức này này. À, lỡ bấm vào đó rỉ máu mấy fan. Tự dưng mất máu á. Ôi 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 ôi. Lấy độc chi độc. Thôi thôi thôi, không rờ vào bức tranh này nữa. Rờ vào bức này thử. Oh, shit, 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 shit. Thế còn bức này thì sao? Ah, không được, không được, không được. Ok, hello. Ow, sao mỗi lần nhìn bức tranh là bị vậy? Thôi thôi thôi, thôi, thôi. Đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Ngủ nha mấy fan. Chúc mấy fan ngủ ngon. Xin chào và mình không thể ngủ được với những bức tranh đáng sợ như vậy đang nhìn vào mình. Mình cố gắng gọi là làm ngơ tụi nó. Nhưng những bức tranh đó đã thâm nhập vào đầu mình rồi. À, thôi thì bây giờ mình cứ nghỉ đi cái đã, ok? Câu cuối mình dịch bậy đấy. Tiếng gì vậy? Tiếng này y chang tiếng ban đêm nhà mình luôn mấy friend. Ban đêm chuột nhà mình nó cũng chạy y chang vậy đó. Nhưng mà thay vì nó phát ra từ bên trái đến tay phải mấy friend thì nó lúc nào cũng phát lên trên đầu mình nhất. Bụng mình đói quá, mình phải đi ăn gì cái đã. Đùa chứ cái âm thanh nó quá quen đối với Dũng rồi. Mắt vừa chớp lên kìa. Sao nhân vật cứ nhìn vào tranh là bị ấy vậy? Tiếng gì á? À tiếng máy nổ. Cái gì đây? Cái này thì chỉ có chúa mới dịch được. Grotesque Pulpungen Aroma. Là cái gì? Nhiều từ không dịch được quá nên là mình phải. À kỳ cục mấy friend ạ. Mùi hăng à? Yeah. Có một mùi hăng và rất là kỳ cục phát ra từ tủ lạnh. Jeez. Từ này thì có chúa mới biết chứ, mấy vẹn đâu biết rồi đúng không? Rồi giờ sao? Cuối cùng nhân vật qua không? Hay là ăn rồi? Mình không thể ngủ được tại vì bụng của mình đói quá. What? Nút mở nút nào? Làm ơn hãy mang bất kỳ thức ăn nào đi cùng bạn, tại vì chúng tôi không muốn thức ăn gọi là bị ấy trong tủ lạnh. Sao lại gian lận? Nó không bị giống mình nè, nó không có tìm được đồ ăn nè. Cái gì đi bốc kích à? What the fuck? Sao lại đi ăn cướp? Thằng này không giỏi, thằng này không pro, mấy friend. Thằng này tìm được cái chỗ để ăn. Nhưng mà không ngờ nhà phát hành game lại bắt chúng ta đi ăn cướp, mấy friend ạ. Thế thì chỉ ai mà nghĩ ra được? Chỉ có nhà phát hành game với cái thằng vừa rồi tìm ra được thôi. Đâu nhà vệ sinh đâu rồi? Hả? Mình không thể mở, mình không thể ỉa khi cửa mở, mình phải đóng cửa lại mới có thể ỉa được. Wait what? À, thì nó đau bụng đi ỉa. Mình tưởng đau bụng là do đói bụng. Xin lỗi. Xin lỗi, nhầm nhầm. Tiếng Anh 5 trên 10 là vậy. Tiếng Anh 5 trên 10, tiếng Anh 5 trên 10. À, my stomach hurt. Bụng của tôi đau chứ không phải là bụng tôi đói. À. Shit, mình cũng không thể ỉa được khi mà có bức tranh đang nhìn mình ra. Ai là đặt bức tranh này ở khắp phòng vậy? Đoán xem. My stomach is killing me, man. Wait, what? Coi này, con chuột này, con chuột tự di chuyển này. Dũng không hề rơ tay vào chuột, my friend. Ma mị không, ma mị không? Gì vậy? Tiếng ai chạy vậy? Vừa có tiếng mở cửa với tiếng chạy, my friend. Hello? Ai đấy? Mấy fan vào đây à? Mấy fan bảo Dũng ơi ra chơi game khác đi, chơi game này lâu thế. Một fan trên cái chat đã chạy vào trong đây nha mấy fan.
Mà game này dở quá Dũng ơi, game này có gì hay đâu Dũng ơi. Dí theo mình đi Dũng ơi, đứa Dũng bắt được mình, đứa Dũng bắt được mình. Ok, mình sẽ đi bắt friend đó mày friend. Sau khi bắt được mình sẽ ban friend ra khỏi kênh chat của mình mày friend. Vì cái tội gì? Dám ở xâm nhập vào game của Dũng. Hình như đã qua ở đây thì phải. Đoán xem phải không? Thôi đi ngủ nha mấy bạn. Hả? Mình không thể đi ngủ cho đến khi mình chắc chắn được là mình an toàn ở đây hả? Tiếng gì ta? Thằng kia cứ dính giấy vệ sinh ngay chân không sao đi nghe xoẹt xoẹt vậy. Mình chắc chắn an toàn là sao? Chấm hỏi. Thế nào là... Ủa cái ghế bị đổ rồi nè. Thế nào là an toàn? Ok, vậy là đã có ai đó vào trong này rồi my friend. Và có vẻ như nó đã rời đi rồi. Và mình đã khóa cửa rồi. Ok, cái câu này mình nghe hai lần rồi nè. Lúc mới vào đây cũng bảo là mình đã khóa cửa rồi my friend. Vậy mà trong lúc đang đi ỉa có một đứa đột nhập được vào đây my friend. My friend. Gì trời. Mình nên đóng cửa lại cho chắc á hả? Chắc ông nhà anh bạn. Cửa chính đóng lại, khóa lại nó còn vào được thì ba cái cửa râm râm này thì đóng lại làm cái gì? Hay, nếu như bên ngoài không an toàn thì chắc mình phải đợi đến khi buổi sáng mình mới có thể ra khỏi đây được. Thì dù gì cũng đóng là 130 đô rồi mà. 130 đô nói như mấy fan hồi này tính là đến 3 triệu rồi đó. Cho nên là phải ngủ cho đến sáng đấy chứ. Những bức tranh vẫn đang nhìn mình. Shit, nhắc đến cái này làm mình thấy tầm tầm. Mình xin phép được là ngoài lề cái game một tí để kể cho mấy fan nghe tuổi thơ bị ám ảnh của Dũng. Nói đến cái chuyện bức tranh bị nhìn, ngày xưa mình bị ám ảnh bởi Đan Trường ấy mày friend. Mày biết Đan Trường không? Tí nữa mình kể tiếp. À, trời đã sáng rồi sao? Wow, ánh sáng đến từ đâu vậy nhỉ? Ngày xưa Đan Trường ám mình đến chết luôn mày friend. Hồi mình còn học lớp 2 ấy. Hồi đó kiểu như Đan Trường với lại mấy cái ca sĩ mà hiện giờ đang hot á, toàn chụp hình nhìn thẳng vào camera mày friend. Mà hồi đó mình đang còn thơ bé, mình ăn đi ngủ mình cứ nhìn vào bức tranh như thế này. Quái nhỉ, sao anh Đan Trường nhìn mình ta? Thế là mình đứng dậy, bắt đầu mình ra đến cửa, mình chuẩn bị đóng cửa, mình ngoảnh lại. Ủa sao anh Đan Trường mà nhìn mình my friend? Xong bắt đầu mình mới nhìn qua nhìn lại, mình ngồi, wow, đi đâu anh Đan Trường nhìn mình hết. Thành ra hồi đó mình sợ anh Đan Trường lắm. Ý là nhắc lại cái thời thơ bé. Hỏi là tại sao bức tranh lại nhìn mình ấy? Do cách chụp hình chứ sao nữa. Cái gì ấy? Cái gì bể đấy? Không phải nhà mình không quan tâm. Tối như chó vậy. Bye. Game được lấy cảm hứng bởi The Portrait. Chắc là một cuốn truyện hay là một tiểu thuyết gì đó mấy friend. Cảm ơn mấy friend theo dõi ok. Chúc mấy friend ngủ ngon ok. Xin chào và lần này chắc chắn sẽ không hẹn gặp lại nữa ok.